Xin chào các bạn, hôm nay đã là ngày 12 tháng 6 rồi, như vậy là một nửa năm cũng đã sắp hết. Mình sẽ trình bày một cái chủ đề mà mình nghĩ chủ đề này rất là hay. Qua cái chủ đề này á, thì các bạn sẽ có một cái nhìn mới cho cái công việc đầu tư của mình. Cái chủ đề của mình có tên gọi đó là các cái trường phái giao dịch chứng khoán. Các bạn thì ở đây thì cũng rất là nhiều người đã giao dịch chứng khoán rồi, nhưng mình sẽ nói thêm một số cái đặc điểm của cái trường phái này để các bạn có cái nhìn đúng đắn về những cái ưu và những cái nhược điểm của cái mỗi trường phái. Rồi bắt đầu nào. Thứ nhất đó là cái trường phái về giao dịch theo thông tin. Với cái trường phái giao dịch theo cái thông tin này á thì mình sẽ nói rất là đơn giản thôi, đó là giao dịch dựa vào thông tin. Các cái thông tin ở đây đó là liên quan tới công ty đó hoặc là ảnh hưởng tới công ty đó. Và các cái thông tin này thì mình lưu ý là có bao gồm cả thông tin tích cực và những thông tin tiêu cực. Thông tin tích cực thì thông thường làm cho cổ phiếu đi lên, thông tin tiêu cực thì làm cho cổ phiếu đi xuống. Và một cái thông tin ở đây á, thứ nhất là các bạn có thể hay để ý đó là lợi nhuận của công ty. Có lợi nhuận mà khi mà có báo cáo kết quả kinh doanh của công ty á, quý hoặc là năm chẳng hạn, nếu có lợi nhuận tăng hay giảm á, thì chỉ cần thông tin ra thôi thì cổ phiếu đã có sự thay đổi rất là lớn rồi. Thông thường là vậy nha, nhưng không đúng hoàn toàn 100%. Nếu mà lợi nhuận tăng, thường thường là cổ phiếu sẽ tăng đột biến, hoặc là lợi nhuận giảm thì cổ phiếu sẽ giảm. Cái thông tin thứ hai á, là thông tin về các cái chính sách ảnh hưởng tới công ty đó. Ví dụ như nhà nước nới room tín dụng cho ngân hàng chẳng hạn, nhà nước hạ lãi suất chẳng hạn, hay là chính sách của nhà nước liên quan tới trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chẳng hạn, hay là gỡ khó cho một cái doanh nghiệp nào đó, hay là chính sách về nhà ở xã hội chẳng hạn, thì đó là những chính sách mà ảnh hưởng tới công ty. Chính sách này thì trước mắt là ảnh hưởng tích cực, chứ còn mà thường nói thực á, là để mà công ty mà tận dụng được hay không cái chính sách này á thì còn chờ thời gian. Nhưng mà những cái thông tin này ra thường thường nó sẽ ảnh hưởng tốt hoặc không tốt tới công ty đó. Nếu mà thông tin tích cực thì ảnh hưởng tốt, còn thông tin tiêu cực á, thì ảnh hưởng xấu tới giá cổ phiếu. Một thông tin nữa mà mọi người cũng hay gặp á, là cái người nhà và người đạo người lãnh người nhà lãnh đạo và cái người nhà của cái công ty đó, ví dụ như chủ tịch hội đồng quản trị, hay là tổng giám đốc, hay là kế toán, hoặc là người người thân của lãnh đạo công ty đó mua vào với một lượng cổ phiếu rất là lớn, thì cái này thì cũng có thể là kích thích giá cổ phiếu tăng lên. Hoặc là người thông tin về người nhà hay là lãnh đạo bán cổ phiếu thì cũng làm cho cái cổ phiếu đó có thể là phản ánh thông tin tiêu cực làm giá giảm xuống. Một cái thông tin nữa là công ty phát hành riêng lẻ, cái này bạn cũng nghe rất là nhiều. Ví dụ như giá của công ty á đang giá 20 ngàn ha, thì lãnh đạo công ty tuyên bố là đã làm việc với một số đối tác là nước ngoài chẳng hạn, là một số đối tác là để bán với giá 30 ngàn. Chỉ cần thông tin này ra rồi thì là ra thôi, là cổ phiếu đã tăng lên rất tích cực. Rồi thì mình sẽ lấy một ví dụ sau. Thứ nhất đó là công ty về dầu khí, thương mại dầu khí Nam Sông Hậu, thì các bạn biết rồi đúng không? Các bạn sẽ nhìn vào cái quá khứ của cái giá cổ phiếu Nam Sông Hậu nha. Mình lấy ở đây là 19 tháng 4, giá đóng cửa là bao nhiêu? 6.4, và giá hiện tại của ngày hôm nay là 14.85, gần 15. Như vậy là cổ phiếu này đã tăng lên hơn 2 lần, 2,5 lần. Nếu mà nhìn vào thế này thì các bạn thấy rất là khủng đúng không? Nếu các bạn mua vào 19 tháng 4 thì bạn có thể lời được 2,5 lần rồi, trong thời gian rất là nhanh chóng, chỉ có 2 tháng thôi. Đúng 2 tháng thì cổ phiếu đã tăng lên 2,5 lần. Thì đây là con số lợi nhuận rất là khủng. Thông tin đến ở đây thì các bạn sẽ biết rồi, đó là công ty Nam Sông Hậu á, là lãi quý 1 tăng lên 15 lần. Cái này thì mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Lúc đó là buổi chiều, cổ phiếu đang đỏ, đến phung phiên ATC là cổ phiếu tím luôn. Chỉ lúc là báo cáo vừa mới công bố thôi là cổ phiếu đã tím luôn rồi. Thực chất thì đây là cái thông tin này, nếu bạn mà suy luận một cách một xíu thì bạn sẽ nghiên cứu thật kỹ là cái lợi nhuận của cái công ty này nó đến từ đâu. Lợi nhuận cho 15, nâng lên 15 lần này nó đến từ đâu? Có đến từ cái hoạt động kinh doanh cốt lõi không? Nếu với một nhà đầu tư giá trị nha. Rồi bạn có thể dự báo là quý 2 liệu lợi nhuận còn có được như thế này nữa hay không? Nhưng mà phương pháp giao dịch theo thông tin là vậy, chỉ cần thông tin ra thôi là cổ phiếu đã tăng lên rất là bùng nổ rồi. Đúng không? Các bạn thấy rồi đó, cổ phiếu tăng lên 2,5 lần. Mình lấy một ví dụ nữa, đó là cái công ty Địa ốc Hoàng Quân. Thì các bạn có thể thấy đó là ngày 17 tháng 2 thì giá cổ phiếu đóng cửa là 2.83, nhưng bây giờ là 4,4.66, là gần 5 rồi, thì giá cổ phiếu của nó cũng tăng lên rất là mạnh. Tức là thông tin ở đây là chỉ là gói
tín dụng cho nhà ở xã hội thôi, gói 120.000 tỷ khi mà ngân hàng nhà nước mới công bố thôi, tức là mới có cái thông tin thôi, thì nó đã tăng lên rất là khủng, cổ phiếu tăng trần liên tục. Thì nếu các bạn có thể để ý một xíu, gói nhà ở xã hội mà mặc dù nó ra đời thôi nhưng ảnh hưởng tích cực đến Hoàng Quân là có, nhưng mà công ty có tận dụng được hay không, khi mà để có một cái dự án mà để có một cái nhà ở được nhận ghi gói tín dụng này á, thì Hoàng Quân nó phải có cái dự án đó nó phải đầy đủ pháp lý, trong quá trình làm thì mình còn phải quản lý như thế nào nữa để mang lợi nhuận cho công ty nữa, nên là nó không thể ảnh hưởng một sớm một chiều được, nhưng mà cổ phiếu đã tăng lên rất là mạnh rồi. Thì các bạn có thể thấy rồi, nếu các bạn mà tham gia được từ ngày 17 tháng 2 thì bây giờ và các bạn là lời rất là khủng rồi, hoặc là bạn chỉ cần đu được mà cái ngày vào những cái ngày này chẳng hạn, ngày 23, 24 chẳng hạn mà bạn mua được thì lời cũng rất là cao. Vậy thì mình sẽ phân tích cho bạn là ưu điểm của các cái công ty của cái phương pháp đầu tư này là gì. Nhất mình chỉ cho các bạn sẽ thu được lợi nhuận khủng nếu nắm được thông tin sớm. Và may mắn nha, nhưng mà kể cả là nhưng mà nhiều lúc thông tin tốt cổ phiếu chưa chắc đã lên đâu. Cái thứ hai nữa là bạn có thể, nếu mà bạn đu được theo trend bạn cũng thu được lợi nhuận. Cái thứ ba là bạn tránh được rủi ro nếu cái thông tin đó là thông tin tiêu cực tới công ty đó, nhưng mà bạn biết được trước hoặc bạn bán được sớm thì bạn cũng tránh được cái rủi ro. Nhưng mình sẽ lưu ý cho các bạn một điều, đây là nhược điểm nha, lưu ý cho một điều là hãy cẩn thận. Ở đây mình tô cái dòng chữ cẩn thận, hãy cẩn thận rất là to, bởi vì thế này này, mình sẽ phân tích cho các bạn nha. Thứ nhất, về thông tin thì các bạn sẽ không bao giờ bằng người nội bộ và các tay to được đâu, họ là những người sẽ nắm thông tin sớm nhất, nên là họ có thể biết trước được, nên họ sẽ mua rất sớm hoặc họ bán rất sớm. Nếu mà các bạn không cẩn thận thì bạn vào là đi dính hậu quả cho họ đấy. Họ sẽ tức là vào để họ dựa vào đó để họ kiếm lời, họ chuộc lợi, hoặc là họ có thể chạy trước các bạn nha. Cái thứ hai nữa là nhiều lúc là thông tin tung ra để chuộc lợi do đổi lái, cái này thì thông tin có thể đổi lái tung ra hoặc là người nội bộ. Câu chuyện này là hoàn toàn là có thật rất là nhiều. Vừa rồi là khi mà khi có mình sẽ nó kể cho bạn câu chuyện đó là cổ phiếu Novaland, lúc đó là cổ phiếu Novaland là cũng 2x đó. Mình nhớ không nhầm thì cũng 2x là 25, thì mọi người đã có một thông tin là có một đợt giải cứu cho cổ phiếu Novaland. Lúc đó là độ mua rất là mạnh, mua hết luôn. Mua rất là mạnh, nhưng mà sau cổ phiếu vẫn sàn tiếp, đến bây giờ thì cổ phiếu mới phục hồi nhưng cũng chỉ gần 15 thôi, khoảng 15 thôi, như vậy là lỗ rất là mạnh đúng không? Thì đó là chỉ thông tin họ ra thôi nhưng mà không có cơ sở nào hết. Hay là các bạn sẽ để ý đến công ty Rốt đi ha. Ngày xưa là chủ tịch của công ty là Trịnh Văn Quyết đúng không? Thì đã thông tin là tuyên bố là đưa cổ phiếu sẽ đưa về mệnh giá 3 chữ số đúng không? Nhưng mà sau đó thì ông ta lại làm sao? Bán cổ phiếu đó đi. Hoặc là ông đã có một lần là ông đã tung tin là sẽ mua cổ phiếu nhưng mà lại âm thầm bán ra. Nên là hãy cẩn thận với những trường hợp này. Về giao dịch thông tin thì nó có những ưu điểm đó, và nhưng mà nó cũng có thể có những cái nhược điểm, đó là mình không thể bằng thông tin thì không bao giờ, nếu là với là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì mình không bao giờ nhanh bằng những người nội bộ được, bằng công ty chứng khoán được, bằng các cái quỹ đầu tư được, bởi vì là họ có cái mối quan hệ, họ biết sớm và cẩn thận những cái thông tin đưa ra để trục lợi. Nếu mà bạn đầu tư mà nhà đầu tư nhỏ lẻ bạn tham gia thì mình không có ngăn cản cái đó, nhưng mà hãy cẩn thận cho mình cái này, và mình khuyên là nên tham gia thì cũng chỉ một tỷ lệ nhỏ nó thôi để tránh những rủi ro cho mình, chứ không nên là đặt trứng hết vào một giỏ vào thông tin để kiếm lợi nhuận khủng. Rồi mình sẽ giới thiệu thứ hai, đó là phương pháp mà đánh, mình gọi là từ đánh đấy, phân tích theo kỹ thuật. Thực chất thì cái phương pháp này là mình gọi là đánh, bởi vì là cũng chả phải là đầu tư đâu, gọi là các cái trường phái mà lướt sóng theo T cộng á. Đây thì các bạn rất là đơn giản thôi, các bạn nhìn về biểu đồ đúng không, bạn mua đỉnh bán mua đáy bán đỉnh, rồi là mua đáy bán đỉnh, mua đáy bán đỉnh là bạn lời rồi. Nhưng mà vấn đề làm sao để bạn mua được đáy rồi bán được đỉnh, thì ở cái phương pháp này á là hay phân tích cung cầu dựa vào các cái dự báo rồi dựa vào các cái chỉ số, và cái phương pháp này á họ xem cái máy tính rất là thường xuyên, các bạn có thể để ý rồi là họ xem rất thường xuyên, mở cả ngày luôn, lúc nào là canh điểm mua canh điểm bán, canh điểm bán để hợp lý nhất. Mình cũng khẳng định là nhiều người ở phương pháp này là cũng kiếm được tiền và rất là thành công, nhưng mà những người chết cũng nhiều. Thì ưu điểm của phương pháp này là vậy đó, bạn cũng có thể kiếm được tiền từ phương pháp này.
Nhưng mà mình sẽ lưu ý một điều, đó là hãy để ý cho mình, đó là phương pháp này không phải là không có rủi ro đâu nha. Đặc điểm của những phương pháp này mình thấy là họ lời thì có thể lời rằng họ có cái, những cái người đầu tư này thường họ hay có nguyên tắc, ví dụ như lời 5 hay lời 10 là họ đã bán rồi, hoặc là lỗ là họ đã cắt rồi, nên là họ cũng giao dịch rất là thường xuyên. Và cái mình nói ở đây lưu ý cho đó là các bạn có phân tích giỏi, nhưng nếu mà gặp phải một cái đội lái họ vẽ ra cho bạn phân tích thì bạn cũng khả năng đi cũng rất là cao. Rồi, cái phương pháp thứ ba là phương pháp đầu tư theo giá trị ở cái những cái người này á, thì đó là những người là phân tích cơ bản. Và trái lại trái ngược với cái phương pháp đầu tư theo đánh cổ phiếu theo cái phương pháp kỹ thuật nha. Phương pháp này là đi phân tích cơ bản, phương với nghiên cứu công ty rất là cẩn thận, nghiên cứu báo cáo tài chính, nghiên cứu báo cáo thường niên, nghiên cứu về độ uy tín lãnh đạo của công ty, rồi phân bổ công ty thế nào đó để quản lý rủi ro cho hợp lý nhất, rồi là đó là những cái phương pháp đầu tư cơ bản. Còn phương pháp kỹ thuật thì bạn chỉ cần biểu đồ thôi, nhiều lúc là bạn cũng chả cần biết là công ty đó là tên là công ty gì. Ví dụ như bạn chỉ cần biết mã cổ phiếu ACB, nhưng mà bạn cũng không cần biết là tên ngân hàng ACB, rồi là cổ đông như thế nào, rồi là người lãnh đạo đó ra sao, tài chính ra sao, chỉ nhìn vào biểu đồ là để đánh. Còn phương pháp này thì ngược lại, đó là phân tích rất là kỹ. Sau khi mà phân tích rất là kỹ rồi thì sẽ định giá cổ phiếu là cái vùng nào là vùng mua hợp lý nhất, vùng nào là để mang lại cái lợi nhuận tốt nhất. Thường những cái nhà đầu tư này á thì sẽ nắm cổ phiếu rất là lâu dài. Lâu dài thì mình nói đấy, thì mình không nói một con số cụ thể. Có khi thì họ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc nhiều năm. Thường thường á, ở đây á, họ sẽ bán khi mà cảm thấy lợi nhuận đạt yêu cầu. Nói như vậy thì phương pháp này cũng không phải là không có rủi ro. Nếu mà phân tích cơ bản bạn mà phân tích không có tốt thì gặp phải những công ty xấu thì bạn vẫn lỗ. Nên là với phương pháp này á, mình khuyên các bạn là phải tìm hiểu sâu về công ty đó, tìm hiểu thật sâu, nghiên cứu thật kỹ. Rồi là rất là nhiều yếu tố. Các bạn có thể xem cái bài giảng của mình, đó là 6 cái bài học rất là căn bản để đầu tư chứng khoán. Cái này rất hợp với cái phương pháp đầu tư có giá trị, đầu tư theo giá trị. Rồi, một cái phương pháp mình cũng cho đây là một phương pháp, đó là phương pháp cuối cùng, là phương pháp số 4, đó là mua bán theo phim hàng. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có các cái room chat, thỉnh thoảng các bạn sẽ nhận được các cái room trên Zalo á, mời các bạn vào đó, thì ở đó sẽ có một người gọi là chủ sị, họ sẽ phím cho bạn là nên mua con này, nên bán con này, hoặc là bạn kết hợp với một những cái tay môi giới của các công ty chứng khoán cũng phím hàng cho bạn. Đúng không? Cái này là gọi là chuyên gia, mình đánh dấu nháy ở đây là chuyên gia nha. Rồi, mua theo thôi. Và cái đặc điểm này là thì bạn phải trả phí cho cái chuyên gia đó. Mà không, nếu mà bạn chuyên gia đó không trả phí thì không, bạn không trả phí thì họ cũng có một mục đích gì đó, bởi vì những cái nhà môi giới thì họ rất thích bạn bán. Họ rất thích bạn mua bán. Khi mà bạn mua bán thì họ mới có được tiền. Nên là cái phương pháp này thì mình sẽ khuyên các bạn lưu ý cho mình một điều rất cơ bản, đó là gì? Ở đây là trong chứng khoán thì không có ai là chuyên gia. Bạn đi theo họ thực chất là bạn đang đưa tiền, tức là bạn đang giao cái tiền bạc của mình cho họ đấy đó. Bạn đi theo họ nói thế nào bạn nghe thế đó thì rất là nguy hiểm. Nên khi mà đầu tư phương pháp này bạn nên có chứng kiến và lựa chọn cho những chuyên gia và những người mà thật có tâm cho bạn nha, và bạn cảm thấy tin tưởng được. Nhưng mà cũng nên là chú ý cho mình một điều là không có ai là chuyên gia cả, không có ai là tài giỏi cả, họ vẫn có thể là bị thất bại lỗ như thường. Rồi, vậy thì các bạn sẽ hỏi mình là nên chọn trường phái mà phái nào. Nếu mà mình trả lời thì mình sẽ trả lời thế này này, trường phái nào cũng được. Nếu mình mà nói như vậy thì các bạn sẽ cho mình là người ba phải, đúng không? Nhưng mà thực sự là như vậy, chọn trường phái nào là tùy bạn, bạn hợp với trường phái nào. Mình lấy ví dụ đi, nếu bạn là người nội bộ trong công ty đi, bạn biết hết các thông tin của công ty đi, thì bạn nên chơi theo trường phái đó là đánh theo thông tin, bởi vì bạn biết sớm nhất mà, bạn có lợi thế nhất mà, bạn là tay to mà, thì bạn chơi phương pháp đó rất là có lợi. Còn nếu mà các bạn mà những cái người là đi làm, bạn làm công việc ở công ty, bạn có chứng khoán chỉ là một cái kênh đầu tư thôi trong vô số các kênh đầu tư, bạn có thể có đầu tư trái phiếu, bất động sản, bạn tham gia thêm về lĩnh vực chứng khoán, thì mình khuyên bạn là nên theo cái trường phái là đầu tư giá trị, tức là phân tích cơ bản á, thì bạn nên theo phương pháp đó.
và một cái chứng minh là người ta đã chứng minh rồi. Thực chất là cái phương pháp đầu tư, mà phương pháp đầu tư cơ bản là nhiều lúc sẽ lãi, còn người ta thống kê cho bạn rồi là lãi của nó còn cao hơn so với phương pháp đầu tư kỹ thuật nha. Bạn mua bán rất là nhiều nhưng mà chưa chắc đã lời bằng những cái bạn mà đầu tư theo phương pháp cơ bản đâu. Và cái thứ hai nữa, nếu mà bạn đi làm thì bạn không thể mở máy ra để xem được, thì không công ty nào cho phép bạn làm như vậy. Nên là với những cái người đó thì mình nên, hoặc là những người cổ đông mà những cái người mà nhà nhỏ lẻ ít thông tin rồi không có thời gian thì bạn nên theo phương pháp này. Đến đây thì mình xin kết thúc bài trình bày ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái phương pháp phù hợp và biết được cái ưu điểm của cái từng phương pháp. Nếu bạn có thắc mắc gì thì vui lòng bình luận ở bên dưới nha. Mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi. Và nếu có điều kiện thì mình sẽ làm cái chủ đề mới để cho các bạn rõ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có thể like và follow kênh mình để đón nhận những cái bài giảng mới nhất. Chúc các bạn sức khỏe tốt và thành công trong cuộc sống.